Kính thưa quý vị, theo diễn tiến về cái chết bất thường của quân nhân Trần Đức Đô, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc này. Ví dụ như Facebook Phương Ngô viết rằng, tại thời điểm này, trừ thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, mọi người cố gắng đừng đưa tin gì khác ngoài thông tin khuất tất về cái chết của em Trần Đức Đô để tránh làm loạn và bị lãng quên. Chúng ta cố gắng yêu cầu quân đội phải giải thích thật khoa học cái chết của em ấy cho gia đình và xã hội, vì đây là chuyện chung của cả đất nước rồi. Quân đội nên tìm cách cho gia đình yêu cầu chuyên gia giám định trung lập từ các tổ chức nước ngoài nếu quân đội thật sự vô can. Nhập ngũ là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nếu lòng tin trong dân không còn thì việc chấp nhận cho con đi nhập ngũ sẽ là một vấn đề lớn mà những bậc làm cha mẹ sẽ tranh đấu tới cùng để bảo vệ con mình. Không ai muốn con mình làm anh hùng dù trong thời bình hay thời chiến. Nhưng nếu cho chọn lựa thì cái chết trên chiến trường vẫn là một điều đáng tự hào. Còn chết oan chết ức thì thà chấp nhận ở nhà làm kẻ vô dụng. Trong chúng ta, ai cũng đang làm con thì nên hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Đã làm người thì chỉ muốn sống chết với quê hương. Hãy trả lại sự thật về cái chết của em Đô cho nhân dân Việt Nam. Cũng xin đừng gọi chúng tôi là những đối tượng, mà hãy nhìn nhận sự thật chúng tôi chính là đồng bào ruột thịt thiêng liêng. Chúng tôi chính là nhân dân. Thưa quý vị, từ Sài Gòn, luật sư Lê Ngọc Luân thì đặt câu hỏi như sau. Em Đô tự tử hay chết vì lý do gì? Bài phân tích này dựa trên một số thông tin do người cha của em Đô và Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng cung cấp với báo chí chính thống như trên báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên. Mục đích của bài viết duy nhất chỉ là sự phân tích pháp lý dựa trên kinh nghiệm của người hành nghề luật sư. Trước hết, cần đặt câu hỏi là có việc quân nhân bị đánh đập khi đi nghĩa vụ quân sự không? Việc dư luận nghi ngờ Đô chết bị đánh có căn cứ không? Cái đó hồi sau sẽ rõ. Tuy nhiên, tôi khẳng định việc quân nhân đi nghĩa vụ bị đánh là có 100%. Vì bản thân tôi, từng là luật sư đã đứng ra bảo vệ cho một quân nhân tuổi đời còn rất trẻ bị chính đồng đội đánh dập tinh hoàn. Đó là vụ án gây ra làn sóng phẫn nộ của gia đình cũng như dư luận. Quay trở lại vụ em Đô, có mấy vấn đề mà luật sư của gia đình Đô, nếu gia đình có nhờ vả và cơ quan điều tra cần thực hiện hay nói một cách thẳng thắn là phải làm rõ và làm một cách nhanh chóng. Cụ thể như sau. Thứ nhất, một người phụ nữ trong đám tang của Đô thông tin, trước ngày 25, cháu tôi có gọi điện cho tôi, cháu bảo chỉ huy hay đánh cháu. Cách mấy ngày sau thì tôi nhận được tin của cháu, cháu nói sẽ đi Đà Lạt một tháng trời và bảo tháng sau cháu không đi nữa đâu. 28 thì cháu chết. Đây là một nguồn chứng cứ, thông tin này có chính xác không? Cơ quan điều tra cần ngay lập tức lấy lời khai của người phụ nữ và trích xuất lịch sử cuộc gọi để xem Đô có gọi điện và nói như vậy hay không. Phải làm ngay vì nếu để thời gian kéo dài, dữ liệu sẽ bị mất, bản thu âm của mạng viễn thông không thể lưu. Điều thứ hai, ông Hội, cha của em Đô thông tin như sau. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6, thời điểm sau khi Đô chết, tôi nhận được điện thoại của người xưng là thủ trưởng của cháu Đô gọi đến báo với gia đình cháu bị đột quỵ tại thao trường. Đến 10 phút sau thì họ lại gọi bảo con tôi đang nguy cấp, được cấp cứu tại bệnh viện gang thép Thái Nguyên nên gia đình tôi tức tốc lên đó. Thông tin này có chính xác không? Quá dễ để cơ quan điều tra làm rõ. Nếu điều tra cho thấy thông tin của ông Hội là chính xác thì vụ này có nhiều vấn đề, bởi tại sao có lúc thông tin đột quỵ tại thao trường, có lúc lại bảo nguy cấp? Nếu phát hiện Đô tự tử, đột quỵ, nguy cấp, sao không gọi ngay báo mà phải đợi đưa đến bệnh viện rồi mới gọi? Điểm thứ ba, ông Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, thông tin trên báo Tuổi Trẻ rằng, chiều ngày 28 tháng 6, tổ chức huấn luyện tại thao trường dã ngoại, cách trường hơn 20 km. Đầu giờ chiều, khi đơn vị tập trung để quán triệt, chuẩn bị bước vào huấn luyện, thì quân nhân Đô xin đi ra ngoài với lý do đau bụng để đi vệ sinh. Khoảng 14 giờ, đơn vị bước vào huấn luyện. 20 phút sau vẫn không thấy quân nhân Đô quay lại thì chính trị viên đại đội và một đồng chí nữa đi tìm ở khu nhà vệ sinh không thấy, nên tiếp tục đi tìm thì phát hiện quân nhân Đô treo cổ trên cây ở đằng sau khu vệ sinh. Cơ quan điều tra cần phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ lấy toàn bộ lời khai của các quân nhân có mặt tại buổi thao trường ngày hôm đó để xem có trùng khớp với lời của ông Thìn đưa ra hay không. Việc lấy lời khai như thế nào để đảm bảo khách quan, không mớm cung thì cái này không có khó gì. Đặc biệt,
cần làm rõ tại sao một người trẻ tuổi như Đô, với ước mơ khát vọng trở thành người lính đặc công phục vụ quân đội Việt Nam, lại tự tử. Đô có bị sức ép gì hay không? Có bị chèn ép gì hay không? Hay bị ức chế tinh thần trong quãng thời gian nhập ngũ không? Giả sử Đô chết không phải bị đánh như dư luận nghi ngờ mà vì tự tử, thì vì những lý do sức ép từ nơi đóng quân thì rõ ràng là có dấu hiệu của tội bức tử được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 và cơ quan điều tra cần ra quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan luật pháp cần lý giải hợp lý, hợp tình tại sao một người quân nhân nếu bình thường yêu màu áo lính lại tự nhiên đi tự tử. Nếu cho rằng Đô có bệnh về tâm lý trước khi nhập ngũ thì sự việc này bất hợp lý bởi muốn đi nghĩa vụ phải trải qua cái khâu khám sức khỏe rất chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn thì mới được đi. Cái điều thứ tư, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1 Bộ Quốc phòng cho biết cơ quan đang điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô và cho rằng tôi cũng biết việc gia đình phát video cho rằng nạn nhân bị đánh nhưng thực tế sự việc không hẳn như thế. Ông Thông khẳng định không hẳn như thế, nghĩa là chưa chắc Đô tự tử hay bị đánh dẫn đến tử vong, nhưng tại sao Đại tá Thìn thì lại khẳng định trên báo Tuổi Trẻ rằng chúng tôi dựa vào kết luận của cơ quan điều tra khi tìm ra nguyên nhân sẽ làm việc theo đúng trình tự pháp luật. Nếu động cơ dẫn đến tử vong do mâu thuẫn sẽ xử lý công minh chứ không bao che. Các vết thương trên người quân nhân Trần Đức Đô không có tác động ngoại lực. Điều này có nghĩa là chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng về nguyên nhân Đô chết, thì tại sao trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì lại vội vàng cho rằng Đô tự tử? Không có tác động ngoại lực, mục đích ở đây là gì? Và điều thứ năm, việc Đô có tự tử hay không, không quá khó để kết luận thông qua việc khám nghiệm tử thi ban đầu và quá trình giải phẫu tử thi để tìm rõ có lực tác động bên ngoài hay không. Điều này cần sự chính xác, khách quan của cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Trường hợp này cần sự chuyên sâu về tâm huyết luật sư của Đô để đóng góp phần bảo vệ cho thân chủ của mình. Thông qua đây, tôi chia sẻ pháp luật là nếu gặp trường hợp nạn nhân bị tử vong và nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm thì cần nhờ luật sư ngay để luật sư lập tức tham gia chứng kiến buổi mổ tử thi nhằm có phương án bảo vệ trong trường hợp có bất thường. Dù biết việc khám nghiệm tử thi sẽ có sự tham gia giám sát của viện kiểm sát, nhưng với kinh nghiệm của mình, ngoài việc cần có niềm tin với cơ quan tiến hành tố tụng, thì tôi chỉ tin chắc chắn khi mình tận mắt chứng kiến việc khám nghiệm. Tất nhiên, luật sư cũng phải có kiến thức về pháp y. Đây là sự việc đau lòng và đặc biệt nghiêm trọng, cần cơ quan pháp luật làm rõ và phải trả lời cho gia đình nạn nhân câu trả lời thỏa đáng đúng pháp luật. Muốn thỏa đáng, thì cần phải làm rõ một số giả thiết mà tôi đã nêu ra ở trên trong bài này. Thưa quý vị, Facebook Nguyễn Anh Tuấn thì viết rằng cả khu phố nhà Đô bị cắt hết điện, không thông báo và chưa biết bao giờ thì điện sẽ được mở lại, rồi còn bị cắt hết Internet, sóng điện thoại 3G, 4G, 5G. Xác của Đô phải mua tủ đông để bảo quản, lý do tất cả các bệnh viện từ Bắc Ninh tới Hà Nội đều bị bộ đôi quyền lực công an quân đội tác động không cho giữ xác của Đô. Để xác Đô ở nhà thì bị chính quyền địa phương không cho phép vì chiếu theo lệ làng phải chôn nhanh chóng. Nên gia đình phải đem xác của Đô ra nghĩa trang để và bà con hàng xóm tới thay nhau canh giữ. Ra nghĩa trang thì phải chuẩn bị máy phát điện để chạy cái tủ lạnh bảo quản xác của Đô chứ. Chưa thấy một cái thể chế chính trị nào mà lại đê tiện và hèn hạ khủng khiếp như vậy. Bao che nhau và cả hệ thống toa rập quyết tâm che giấu sự thật tới cùng. Thật lo lắng cho gia đình của Đô, vì con đường tìm tới sự thật sao mà gian nan quá, như một con cừu bị nằm gọn trong tay lũ sói dữ. Cả gia đình mạnh mẽ thật đấy, nhưng hy vọng sẽ tìm được công lý cho Đô để Đô sớm về cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, các ý kiến khác phần đông xoay chung quanh việc nếu bên quân đội công bố là tự tử, thì tại sao bầm nát khắp thi thể và không thấy dấu hằn quanh cổ? Và rồi, một thanh niên đi bộ đội, bị chết thì tại sao lại phong tỏa cắt Internet, cắt điện của cả làng? Những hành động này chỉ làm tăng thêm sự hồ nghi về những khuất tất của phía chính quyền mà thôi. Một chính quyền luôn sống và làm việc trên sự xảo trá lưu manh. Và thông tin cuối cùng nhận được là chiều ngày 1 tháng 7, gia đình quân nhân Trần Đức Đô đã đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Em đã phải ra đi trong oan khuất. Anh Bùi Thanh Hiếu nhận định rằng bọn nó sẽ cho thằng To xuất hiện, ra vẻ binh vực gia đình cháu Đô,
rồi cho xem trả lời của ông tứ trụ nào đó nói là sẽ giải quyết đến nơi đến chốn. Gia đình cứ đem cháu đi chôn đi, đừng có để cháu như thế tội nghiệp cháu. Gia đình chôn xong là ông to kia sẽ lặng mất. Anh Phạm Minh Vũ thì viết rằng tình hình xấu. Như vậy, Bộ Quốc phòng đang cố gắng dìm vụ này bằng mọi cách. Sáng ngày qua, 30 tháng 6, Công an Bộ, tỉnh và quân đội đã gây áp lực như khủng bố gia đình, bắt gia đình cam kết sẽ không livestream về vụ việc của em Đô nữa. Người thân và gia đình phải đồng ý trong ngậm ngùi. Cộng với việc nhà cầm quyền đã cắt hết sóng điện thoại, internet quanh nhà Đô 200 mét, lập các chốt canh gác nghiêm ngặt, nói là chốt y tế, nhưng được biết là lực lượng an ninh đứng gác ai đi ra đi vào sẽ bị bắt ngay lập tức. Vì vậy, ngày hôm qua tới bây giờ, không ai còn thấy những hình ảnh diễn ra trực tiếp ngay tại nhà của chiến sĩ Đô nữa. Một cuộc tấn công gần như tổng lực của hệ thống chính trị vào gia đình của em Đô và những ai lên tiếng cho gia đình em Đô những ngày qua cho thấy phải có sự thật gì đó đứng đằng sau mà họ mới che giấu, mà họ mới đem cả cái hệ thống chính trị vào cuộc như vậy. Nếu Đô chết vì bị quân nhân khác đánh thì quân đội nhanh chóng xử lý, nhưng họ vẫn quyết tâm đi tới cùng tội ác để chạy tội thì có thể là con của một vị tướng quân đội nào đó là chỉ huy của Đô, nên mới giấu một cách có hệ thống như vậy, giấu một cách tàn bạo, một cách dã man nhất. Mặc dù với quyết tâm gia đình là đi tìm sự thật đến cùng, nhưng bằng cách tổng tiến công trên mọi mặt trận, từ công an tới quân đội, tới y tế, tới viễn thông, khả năng vụ này sẽ chìm như những vụ khác. Gia đình những ngày qua, dù mạnh mẽ tới đâu, họ hàng làng xóm đoàn kết tới đâu, nhưng tất cả khó thể vượt qua được sự khủng bố của quân đội, công an, vì họ quyết tâm dìm vụ này theo Đô xuống Cửu Tuyền. Tôi hy vọng thông tin đại tá Thìn nói gia đình Đô sẽ an táng em ấy vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 7 là sai. Nhưng cái cách mà cả hệ thống chính trị vào cuộc những ngày qua, tôi thấy con đường tìm công lý, tìm sự thật cho Đô sao mà quá mong manh. Có thể họ ép gia đình chôn cất Đô sớm. Nếu không, cả hệ thống chính trị khủng bố không phải chỉ có gia đình Đô, mà họ sẽ khủng bố cả họ hàng láng giềng của Đô để họ hàng xa lánh gia đình và lên án đấu tố gia đình Đô như cái cách mà họ hay làm. Nên có thể khi chúng thấy gia đình Đô livestream trở lại thì Đô đã không còn trên đời này nữa. Có thể dưới nấm mồ oan nghiệt mà trên mộ bia kia khắc những dòng chữ oan khiêng: Đô chết bởi tay đồng chí. Dù sao đi nữa, một người lên tiếng cho bất công, tôi luôn ủng hộ gia đình Đô đi đến cùng sự việc này, để tìm cho ra lẽ, vì chân lý phải thuộc về sự thật chứ không phải ở những kẻ dương nòng súng không bắn vào giặc mà lại bắn vào chính đồng bào của mình. Kính thưa quý vị, anh Nguyễn Lân Thắng tiếp lời, chôn được người lính ấy xuống đất thì các vị lãnh đạo quân đội có vẻ yên chuyện, nhưng không chôn được lòng oán thán ngút trời của người dân ngày càng dâng cao. Lẽ ra chỉ cần thí tốt vài thằng sĩ quan chỉ huy thì sẽ yên chuyện, nhưng họ đã chọn cái lối giải quyết ngu dốt nhất cho sai lầm này. Quân với dân dù có thế nào thì cũng là người Việt Nam với nhau. Chỉ có những kẻ lăm le thôn tính đất nước này từ bên kia biên giới là đắc ý nhất. Thật là buồn. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.